Sự ra đi của Chu Chỉ Nhược, đẹp nhất màn ảnh Châu Hải My, đã để lại nhiều tiếc thương. Thông qua trang cá nhân của diễn viên quá cố, mẹ cô thông báo buổi lễ tiễn đưa đã diễn ra kín đáo, riêng tư, chỉ có người nhà tham dự. Vừa qua, đại diện gia đình Châu Hải My cho biết diễn viên được hỏa táng tại Đại Lục, nơi cô sống hơn 20 năm trước khi qua đời, cho cốt được đưa về quê nhà ở Hồng Kông để người mất về với cội nguồn. Ngoài ra, đàn chó mèo cưng của Châu Hải My cũng được gia đình đưa về Hồng Kông để tiếp tục chăm sóc. Trước đó, ngày 18 tháng 12, Weibo phòng làm việc của Châu Hải My đăng tải thông tin của mẹ ruột cố nghệ sĩ về tang lễ. Bà chia sẻ, con gái yêu quý của mình là người tốt bụng, vui vẻ, mạnh mẽ, chu đáo, luôn giữ thái độ sống tích cực và lạc quan khi đối mặt với khó khăn. Vị này bộc bạch, Hải My đã tạo ra vô số nhân vật thành công trong cuộc đời mình. Vì chỉ muốn giữ lại hình ảnh đẹp đẽ nhất của Hải My trong lòng mọi người, nên gia đình đã tổ chức lễ tiễn biệt, chỉ có sự chứng kiến của những người thân thiết. Tôi hy vọng quý vị có thể thứ lỗi. Mẹ của sao phim Mối Tình Nồng Thắm cũng tiết lộ, đàn thú cưng của cô sẽ được chăm sóc chu đáo, mong người hâm mộ yên tâm. Diễn viên Châu Hải My mất đi tại nhà riêng hôm 11 tháng 12 vì căn bệnh lupus ban đỏ. Sự ra đi đột ngột của cô gây tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ. Khoảng một tuần trước khi mất, diễn viên thường xuyên khó thở nhưng chỉ dùng máy thở oxy ở nhà, không đến viện. Hệ hô hấp của diễn viên cũng được cho là kém từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, cô giữ thái độ lạc quan, tích cực với cuộc sống. Một số nguồn tin cho hay, Châu Hải My có 3 anh chị em. Hiện tại, cả 3 đều từ chối thừa kế tài sản của nữ diễn viên. Do đó, người hưởng khoản thừa kế ước tính 400 triệu nhân dân tệ là mẹ cô. Nhiều bình luận trên Weibo đánh giá cao thái độ sống đẹp của gia đình họ Châu, không có tư tưởng tranh giành như nhiều gia đình khác. Gia đình của Châu Hải My vốn sống kín tiếng. Những ngày qua, họ chỉ đưa ra 2 tin tức quan trọng: xác nhận nữ nghệ sĩ đã qua đời và thông tin tang lễ. Trước đó, vào ngày 13 tháng 12, mạng xã hội từng gây xôn xao trước video về một tang lễ hoành tráng có di ảnh của người đẹp phim Nghĩa Bất Dung Tình. Tuy nhiên, người hâm mộ tinh ý nhận ra những điểm bất thường và khẳng định đây là hình ảnh giả mạo. Trước làn sóng chỉ trích kịch liệt từ cộng đồng mạng, tài khoản đăng tải video này đã công khai xin lỗi và giải thích rằng mình làm vậy vì muốn tưởng nhớ thần tượng. Tuy nhiên, người này vẫn bị lên án gay gắt vì thiếu tôn trọng người đã khuất và phải chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ riêng tư. Ngoài ra, nhân viên của một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc vừa bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ phát tán hình ảnh bệnh án của Châu Hải My khi cô nhập viện cấp cứu hôm 11 tháng 12. Châu Hải My sinh ra tại Hồng Kông, quê quán ở Quảng Châu, tổ tiên là người Mãn Châu. Năm 1985, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, không đoạt giải thưởng nhưng nhan sắc của mỹ nhân được nhiều nhà làm phim chú ý. Châu Hải My góp mặt trên dưới 100 bộ phim và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả qua các tác phẩm như Nghĩa Bất Dung Tình, Anh Hùng Xạ Điêu, Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Lúc sinh thời, Châu Hải My từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng vài mối tình, nhưng cuối cùng đều không có kết cục viên mãn. Ở tuổi U60, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống độc thân vui vẻ trong biệt thự ở Bắc Kinh cùng đàn thú cưng của mình.